Xin chào thầy cô, các bạn, em xin được giới thiệu, em tên Trần Thị Mai Linh, sinh viên khóa 3 trường đại học EDX. Các sinh viên của em là CUV021HT011. Trong video của em ngày hôm nay liên quan đến môn đó là phát triển thương hiệu. Và video này sẽ nói về từ khóa đáng chính đây. Thì em sẽ nói về từ khóa đó là đáng tin. Đáng tin ở đây mình cần gọi là niềm tin đúng không? Thì nếu mọi người làm thương hiệu ấy, thì mọi người cần phải có niềm, thì mình phải có niềm tin vào cái thương hiệu của mình. Cũng như là mình phải trao cái niềm tin đó đến cho người tiêu dùng, cho mọi người xung quanh và phải trao đến cho đối tác của chúng ta. Thì chúng ta có niềm, khi họ có niềm tin rồi thì họ mới dùng sản phẩm của mình, họ mới nhớ đến mình đúng không? Cũng như là một cái thương hiệu của mình làm ra nó không có niềm tin, mình không đầu tiên là bản thân mình không niềm tin vào họ, mình nói thì liệu rằng họ có tin vào cái thương hiệu của mình hay không? Mình không chắc chắn mình nói đi, thì liệu rằng những người khác họ có tin không, và họ sẽ cảm nhận được rằng cái sự bất ổn cũng như cái sự được đó là sự người làm cái thương hiệu họ không có niềm tin vào cái thương hiệu của họ, thì làm sao chúng ta dám tin vào cái thương hiệu đó? Vậy nên khi chúng ta làm cái thương hiệu thì chúng ta cần phải trao cho nó cái niềm tin, không cần đúng hay sai mà đơn giản chỉ cần là tuân thủ đúng đạo đức cũng như là tuân thủ được pháp luật, và chúng ta làm theo một hướng đó là theo hướng thiện để mà nhiều người biết đến hơn, và khi chúng ta có niềm tin thì họ sẽ cảm nhận được cái niềm tin đó trong cái thương hiệu đó, và tất nhiên là sẽ được nhiều người biết đến hơn và bản thân chúng ta sẽ cảm thấy an nhàn hơn khi mà đưa trao niềm tin đó. Rồi, video này kết thúc rồi, cảm ơn các thầy cô các bạn đã xem.